Tính đến hết tháng 10/2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 do Ban Quản lý Dự án 7 làm đại diện chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đã triển khai thi công 4 trên 5 gói thầu xây lắp, sản lượng đến hết tháng 10 đạt hơn 70,7%, vượt hơn 1% so với yêu cầu. Tiến độ cụ thể, gói thầu XL01 đạt 67,5%, XL02 đạt 53,5%, XL04 đạt 66,5%, XL3A đạt 88,3%. Các nhà thầu đã thi công được 60 trên 60 cọc khoan nhồi, 2 trên 4 bệ trụ. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 có 5 gói thầu xây lắp, hiện đang tổ chức thi công 4 gói. Gói còn lại, XL3B, trụ tháp, dầm dây văng, Ban Quản lý Dự án 7 đã ký hợp đồng với nhà thầu trong tháng 8/2021, dự kiến triển khai xây dựng vào tháng 11/2021 sau khi gói thầu XL3A cơ bản hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía Tiền Giang qua địa bàn hai xã An Hữu và Hòa Hưng, huyện Cái Bè có chiều dài gần 5 km, hiện đã hoàn thành đạt 70% khối lượng. Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thiện tất cả 3 cây cầu trên tuyến và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thông tin thêm, hiện tiến độ thi công dự án đang được kiểm soát tốt, vượt kế hoạch yêu cầu. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án tiếp tục phát huy kiểm soát chặt chẽ tiến độ đã cam kết của các nhà thầu. Với tiến độ được giữ vững như hiện nay, hy vọng cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác thi công trong năm 2023 đúng như kế hoạch ban đầu. Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 6,61 km đi qua địa phận hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, thực hiện theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 3.389,6 tỷ đồng. Về quy mô xây dựng, phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 4,7 km, tốc độ thiết kế 100 km/h, giai đoạn trước mắt phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng 6 làn xe, nền đường rộng 32,25 m. Phần cầu chính cầu Mỹ Thuận 2 dài gần 2 km, được đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng mặt cầu 25 m, nhịp chính kết cấu dây văng dài 650 m, nhịp dẫn kết cấu dầm super T và dầm hộp đúc hẳn cân bằng dài 1.276 m.